Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Thì hiện giờ là đang là 10 giờ, em vẫn đang ngồi hàn dây dắt để mai kịp gửi hàng đi cho bác và anh em. Thì rất nhiều các bác và anh em đã hỏi em là về dây dắt. Đấy thì đây tất cả là những cái dây dắt mà em tự hàn cho bác và anh em nhé. Thì một số các bác và anh em vẫn chưa hiểu là mình cần dây dắt gì cho mic không dây xuống vang. Đấy các bác ạ, thì tất cả những cái sản phẩm dây dắt này tự tay em hàn, và tất cả những cái dây dắt mà em hàn xong là em đều test thử trước khi gửi đi cho bác và anh em. Đấy thì em sẽ làm cái video này để cho bác và anh em thứ nhất là xem về dây, chất lượng của dây và chất lượng của dắt 6 ly hay là dắt Canon các bác nhé. Đấy thì trên đây thì em cũng đang gửi hàng để ngày mai kịp gửi hàng đi cho bác và anh em cái sản phẩm dây dắt các bác này. Thì đây là đấy, đây là rắc 6 ly đấy, rắc 6 ly một đầu xít teo và một đầu mono. Thì cái đầu dây rắc này xít teo này thì các bác và em sử dụng cho đầu thu các bác nhé. Đấy thì các bác và em sẽ dùng cái đầu xít teo này để cắm vào đầu thu. Đấy thì đầu thu thì các bác và em nếu mà dùng một dây 6 ly thì các bác và em sẽ dùng dây này để cắm vào lỗ đầu thu của bích. Đấy, dây mono thì các bác em sẽ cắm vào đường trước của chiếc vang các bác nhá. Thì một số dòng vang nó không hỗ trợ xít teo các bác nhá. Thì nếu mà các bác em có dùng hai đầu xít teo cũng không có tác dụng. Đấy, không có tác dụng. Đấy thì chỉ có ở trên chiếc vang nó hỗ trợ xít teo các bác nhá, hỗ trợ xít teo. Thì khi các bác em dùng dây rắc này thì nó sẽ không gây loẹt xoẹt khi mà các bác và anh em có thể là đụng đậy vào đầu thu, hay là khi các bác và anh em có thể là chạm vào dây rắc này nó nổ loẹt xoẹt ra loa, đấy làm cháy loa chép, thì các bác và em dùng rắc xít teo này thì sẽ tránh được cái trường hợp đó. Thì thông thường thì các bác và em dùng cái dây mono này để cắm vào đít đầu thu đúng không ạ? Để cắm vào đít đầu thu thì cái dây mono này vào trong cái ổ xít teo này thì thường nó sẽ không tiếp xúc tốt coi nhé, không tiếp xúc tốt thì nó hay bị lẹt xoẹt đấy ở cái phần này, hay là gây bị réo ra loa ở cái phần rắc mono này. Còn khi các bác và em sử dụng cái rắc xít teo này, đấy rắc xít teo này thì nó sẽ ôm tất cả ở cái phần này cho các bác và anh em này, đấy, và nó sẽ truyền xuống rắc mono các nhá, rắc mono đấy để cho nó ổn định thôi, chứ như thế này thì vẫn chất âm vẫn như rắc mono, nhưng mà cái rắc xít teo này nó để cho nó ổn định cái ổ 6 ly đường sau đầu thu, thì các bác em có thể là lay di chuyển thoải mái, nó cũng không bị gây loẹt xoẹt nổ ra loa đúng không ạ. Đấy, đây là dây 6 ly hai đầu, một đầu xít teo và một đầu mono. Đấy, đầu mono thì các bác em sẽ cắm vào vang này, còn đầu xít teo thì các bác em sẽ cắm vào đít đầu thu các bác nhá. Đấy thì các bác em dùng một dây 6 ly ra hai đường mic thì các bác em chỉ cần dùng một dây này thôi. Đấy, còn nếu mà lỗ mic nó có hỗ trợ xít teo thì các bác em có thể là dùng một đầu 6 ly xít teo và một đầu Canon đực như này, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bác và anh em chơi mic xít teo, thì các bác và anh em sẽ cắm vào ở đường sau chiếc vang. Đường sau chiếc vang thì nó thường nó sẽ có một rắc Canon đến hai rắc Canon các bác nhé, hai rắc Canon thì các bác và anh em sẽ chơi này chưa. Đấy thì các bác và anh em sẽ chỉ cần một dây như này thì nó sẽ ra chất âm mic xít teo các bác nhé, xít teo cho các bác và anh em. Đấy, hoặc là các bác và anh em dùng những cái dòng mic mà nó không có đường Canon ở đường sau đấy, mà nó chỉ có ba đường 6 ly đấy ạ, thì các bác và em cũng có thể dùng sợi dây 6 ly ra Canon đực như này. Thì những cái đầu thu mic BBS thì nó sẽ sử dụng toàn đường 6 ly đằng sau thôi, ổ cắm 6 ly, thì các bác và em phải sử dụng cái dây 6 ly này. Đấy, hoặc là các bác và anh em sử dụng bàn mixer đấy, cần 6 ly ra Canon đực như này để các bác và em sử dụng, thì các bác em có thể là lấy dây này cho em có nhá, lấy dây này cho em này. Đấy thì trong hai loại dây này thì các bác và anh em lấy dây nào thì các bác và em lấy. Đấy thì những cái sản phẩm dây này thì em để cho bác và anh em là 100.000 một sợi không bao ship nhá, lấy từ hai sợi đổ lên thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Đấy, lấy từ hai sợi đổ lên thì em sẽ bao ship, còn lấy một sợi là 100.000 một sợi như này. Đấy thì cái sợi
ca nông đực ra đường 6 ly xít teo này. Đấy thì nếu mà các bác và anh em xem đường sau chiếc vang của mình nó có hỗ trợ một cổng ca nông như chiếc vang này các bác nhá, thì các bác em chỉ cần sử dụng một sợi dây như này là cho chất âm mix xít teo rất hay rồi. Đấy. Thì những cái rắc này thì em đặt là những cái dòng rắc phải nói là cũng khá chất lượng rồi, khá chất lượng để về em tự tay em làm để bán cho bác và anh em. Đấy các bác nhá, để các bác và em có những cái dây rắc chất lượng để các bác và em chơi từ mic không dây xuống vang hay là xuống bàn mixer. Đây là một cái đầu rắc xít teo này các bác này, để về hàn này các bác này. Đấy còn về dây các bác nhá, đây thì dây các bác này, thì các bác và em xem là 100.000 một sợi thì em lãi được bao nhiêu ngồi kỳ công để hàn cho bác và anh em. Đây là sợi dây các bác, em sẽ cắt ra để các bác và em cùng em xem cái sợi dây này nhá, sợi dây mà em hàn dây rắc cho bác và anh em này. Đấy. Đấy, một ở ngoài thì nó là một cái vỏ đồng rất nhiều sợi luôn, rất nhiều sợi các bác này. Em sẽ tách ra để các bác em nhìn này. Đấy. Đây là sợi đồng. Tức là để làm lấy mát đây này. Đấy, sợi mát của nó đây các bác này. Nhìn các bác em nhìn thấy nó nhiều, quá nhiều sợi luôn nhá các bác nhá, quá nhiều sợi luôn này. Đấy. Và nó sẽ có một lớp bạc chống nhiễu nữa này, và một lớp bạc chống nhiễu nữa này các bác nhé. Đây là bạc chống nhiễu này, và có rất nhiều sợi dù. Đấy, có rất nhiều sợi dù này. Đấy, và có một dây trắng và một dây đỏ. Đây là hàng dây mà em mua, hàng dây chất lượng các bác nhé, chứ không phải là dây kém chất lượng về để hàn cho bác và anh em đâu. Đấy, hàng dây này, hàng dây chất lượng để về em làm dây để bán cho bác và anh em. Nên là nhiều các bác và anh em cứ bảo là 100.000 sao đắt thế hay thế nọ thế kia, các bác và anh em này, không đắt đâu các bác ạ. Đấy thì ngồi công kỳ cục như này hàn để lấy tí công làm lãi cho bác và anh em thôi. Đấy, phục vụ cho bác và anh em những cái dây chất lượng để các bác và anh em chơi từ trên mic xuống vang. Đấy các bác này, nhìn dây như thế này các bác này. Đấy, tất cả là những dây như này để em hàn cho bác và anh em nhé. Đấy. Đấy, nếu mà các bác và anh em cần một sợi dây xít teo này, xít teo ra đầu ca nông đực, đấy là 100.000 một sợi này, 100.000 một sợi này các bác nhé. Còn nếu mà các bác và anh em chơi đầu 6 ly, đấy, đầu 6 ly, một đầu xít teo, một đầu xít teo này các bác và anh em cắm vào đít đầu thu để nó ổn định, không bị gây réo ra loa này, không bị gây lẹt xẹt ra loa này, thì các bác em sẽ cắm đầu xít teo này vào đầu thu. Còn cái đầu mono này thì các bác em sẽ cắm vào vang các bác nhé. Vì những cái dòng vang X hay là rất nhiều dòng vang sử dụng lỗ cắm 6 ly thì nó sẽ không hỗ trợ xít teo, thì có thể là các bác em dùng cái rắc xít teo này nó cũng không có tác dụng. Thì các bác em chỉ cần một đầu xít teo và một đầu không xít teo. Đầu xít teo thì sẽ cắm vào đầu thu, còn đầu mono sẽ cắm vào vang các bác nhé, là ok. Đấy thì cái dây này thì nó chỉ giúp cho các bác và anh em là truyền tín hiệu tốt hơn, và giúp các bác và anh em không bị gây réo ra loa đấy, hay là xôi xì nổ ra loa. Cái trường hợp mà các bác và anh em dùng những cái dây 6 ly rẻ tiền như thế này, đấy, cái dây 6 ly rẻ tiền như này thì các bác và anh em gặp trường hợp là bị loẹt xoẹt, bị sôi ra loa là nó do cái rắc 6 ly này các bác nhé. Còn khi các bác em sử dụng dây rắc 6 ly này thì nó rất ổn định cho mic xuống vang. Đấy, khi mà nó bị nổ mạnh thì nó sẽ thường gây cháy loa chép, thì các bác và anh em thay dây này để cho nó ổn định về cái tín hiệu đường truyền từ trên mic xuống vang, và nó giúp cho bác và anh em là không bị cháy loa chép. Đây còn loại dây này nữa. Dây này thì là ca nông ra đầu 6 ly mono. Đấy thì dây này nếu mà các bác và anh em muốn chơi hai đường mic riêng biệt ấy, thì nếu mà các bác và anh em sử dụng những cái dòng vang mà nó sử dụng hai đường mic, đúng không ạ? Hai đường mic mà các bác và anh em dùng đầu thu. Đấy, đầu thu mic, thì nếu mà các bác và anh em nếu mà cắm đường 6 ly này thì các bác sẽ chỉ chỉnh được một mic A hay là một mic B thôi. Còn nếu mà các bác và anh em muốn chỉnh được hai mic riêng biệt thì các bác và em phải dùng một sợi ca nông ra đường 6 ly. Thì các bác và em sẽ dùng sợi này, đấy, sợi này. Đấy, để các bác và anh em điều chỉnh cho mic A vào mic A của chiếc vang.
có hai đường mic riêng biệt các bác nhá. Đấy thì nếu mà các bác em chơi sợi này thì các bác em phải cần hai sợi cho em. Cần hai sợi cho em. Đấy hai sợi. Thì hai sợi thì các bác và em sẽ có thể là điều chỉnh cho một mic sử dụng cho mic A, một sợi sử dụng cho mic B. Đấy thì cái sợi dây Canon ra đường 6 ly mono như này. Đấy, giá để các bác và anh em là 150.000 không bao ship các bác nhá. Nếu mà bác nào mà muốn bao ship thì là 180.000. Đấy thì em sẽ có những cái mẫu dây như vậy để các bác và anh em có nhu cầu sử dụng vào cái việc của các bác và anh em. Đấy, bác nào mà cần dây để sử dụng hay là muốn dài hay là muốn ngắn nào thì có thể là báo cho em nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Bác nào mới xem kênh của Trần Hưng thì cho Trần Hưng xin một nút like và ấn đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Xin chào tạm biệt các bác và anh em đã xem video.